cô nước với lại dưa nó ra nước nữa là được. Đây, đây là tô canh dưa hồng nấu với lại cá cơm mồm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trưa hôm nay á mình sẽ nấu cái món canh dưa hồng với lại cá cơm mồm nha các bạn. Mình sẽ gọt vỏ cái dưa này và bằm nó ra. Thì mình gọt xong mình bằm rồi mình lấy cái phần cơm của dưa nấu canh, còn cái phần ruột thì mình bỏ đi, phần có hột mình cũng lựa hột ra bỏ đi. Bây giờ mình cùng nhau vào bếp nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ gọt vỏ cái quả dưa này. Sau khi mình gọt dưa thì mình sẽ bằm như vậy các bạn. Mình bằm ra. Đó, bằm xoay tròn cái quả dưa. Cứ vừa xoay vừa bằm nha các bạn. Dưa mà nếu nó chín hơn một xíu, nó hồng hơn một xíu các bạn là nó ngon hơn. Nhưng mà hồi nãy mình ra mua là cái chị bán ở trước cửa thì chị chỉ còn không có được chín lắm. Món nó ngon. Đó, sau đó là mình sau khi bằm xong thì mình sẽ trở con dao và xét dọc theo quả dưa nha các bạn. Cứ xét xuống bình thường như thế thôi. Xoay tròn quả dưa cứ xét dọc xuống. Chậm chậm nó cho nó đẹp. Tới đụng cái phần hột thì mình dừng lại nha các bạn. Đó. Cái dưa hồng này nấu cá cơm mồm rất là ngon. Nếu không thì mình nấu với tôm hay với thịt nạc, xay thịt nạc bằm cũng ngon hết đó các bạn. Nhưng mà nấu với cá cơm mồm nó có một cái mùi vị rất là riêng. Đến cái lõi này các bạn. Đó, mình đến cái phần hột, phần lõi này, phần ruột này nấu nó sẽ có hột mà nó sẽ hơi chua hơn. Cho nên mình dừng lại, không có nấu cái phần lõi này, mình chỉ nấu cái phần cơm ở phía ngoài này thôi nha các bạn. Mình sẽ xắt quả ớt này ra. Mình nấu một tô canh nho nhỏ thôi các bạn, cho nên là mình cũng chỉ dùng khoảng nửa quả ớt thôi. Cái trái ớt này hôm qua mình cắt pha mắm nó rất là cay, cho nên là hôm nay khi mình ướp cá. Đây, đây là 100g cá cơm mồm của mình, cá cơm mồm tươi á các bạn. Không biết ở nơi khác á, mình gọi của cái loại cá này là gì, nhưng mà ở quê mình thì gọi là cá cơm mồm sữa nha các bạn. Đó. Mình bỏ ớt vào đây. Mình sẽ ướp trước cái cá cơm mồm này. Cái cá này nó rất là ngọt nước, nó tươi và nó mềm á các bạn. Cho nên mình không có tao nha các bạn. Mình ướp cho thấm rồi mình nấu thôi, chứ không bỏ vào trong nồi xào lên trước đâu nha. Mình sẽ ướp vào đây một thìa cà phê nước mắm ngon. Một phần tư thìa cà phê bột ngọt. Một xíu tiêu. Một phần tư thìa cà phê bột canh. Hỗn đều cái này lên cho nó thấm gia vị. Dầu mình đã phi thơm với hành rồi các bạn. Mình ướp vào trong cá một thìa dầu. Một thìa cà phê dầu ăn. Phần ngò mình cắt khúc ra, phần hành lá còn lại một ít này mình sẽ xét mịn ra. Cái son lên bếp để nấu canh và mình chỉ có nấu một tô canh, chỉ bỏ vào đây một tô nước thôi. Vung lại và nấu cho nước sôi. Nồi nước của mình sôi, mình bỏ cái cá mình ướp vào. Để cho nước sôi lại và chín cá đã nha các bạn. Cái cá này đặc biệt rất là ngọt nước các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ dưa vào. Tăng lửa lên một xíu và bỏ dưa vào. Khi nồi canh nó sôi á các bạn thì mình sẽ vớt cái bọt này ra nha các bạn. Đó, vớt cái bọt này, nó đóng trên này một. Mình hạ nhỏ lửa và vớt bớt cái bọt này ra. Đó, các bạn thấy hấp dẫn rồi đúng không?
quá hấp dẫn luôn. Cái lúc này á, các bạn sẽ nêm nếm lại xem thử cái nồi canh của mình nó vừa ăn chưa, nêm nếm tùy theo khẩu vị của gia đình nha các bạn. Và lúc này mình bỏ hành ngò mình đã cắt xét khúc này bỏ vào. Sôi xong thì mình để là 3 đến 4 phút để cho dưa nó chín, vì nó chín mềm nó dịu cái miếng dưa lại nó mới ngon nha các bạn, chứ đừng có vội vàng mới sôi là mình tắt bếp là nó không ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình múc ra. Đây một ít hành, hành lá. Mình bỏ vào một ít tiêu, tiêu xay. Đó. Sau thời gian vào bếp mình đã hoàn thành cái tô canh dưa hồng nấu với lại cá cơm mồm hoặc là cá cơm sữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.